1. Chuyên cần và lương thiện, nền tảng thành công và phúc phận trong cuộc sống. Quý vị thân mến, làm việc không thể không chuyên cần, làm người không thể không lương thiện. Cổ nhân có câu, trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức vị mà nâng đỡ vạn vật. Nhờ chăm chỉ cần cù mà con người học hỏi và thành thạo, dựa vào nỗ lực mà đạt được điều đáng được có nhờ thiện tâm mà con người tu dưỡng đạo đức, tạo nên nhân cách cao thượng, đắc được chân tâm thay đổi kiếp người trong cuộc sống. Một người vừa cần cù, vừa lương thiện mới có thể đi được xa, bước được chính, thành tựu sự nghiệp của bản thân, đặt định một tương lai tươi sáng. Trong cuốn tiếng học giải của hàng vũ viết, nghề nghiệp tinh thông là bởi chuyên cần, hoàn phế do đùa bỡn, đức hạnh thành tựu là nhờ suy tư, hủy hoại vì tùy tiện từ xưa đến nay, phạm những người thành tựu đại nghiệp, có cống hiến cho nhân loại, không ai là người làm việc không thiết thực, từng bước gian khổ mà vươn lên. Do đó, một người muốn có thành tựu, thường không thể rời xa hai chữ cần cù. Người xưa có câu, cần kiệm giữ nhà, gia đình ắt thắng, người ác giàu sang phú quý, gia đình ắt bại, người ắt nghèo hèn. Chăm chỉ là nền tảng của cuộc sống là cái gốc lập thân đối với con người cần cù chăm chỉ không chỉ là trí tuệ xử thế tuyệt vời mà còn là tâm thái đảm đương trách nhiệm nhưng bên cạnh cần cù con người cũng không thể thiếu thiện tâm bởi trong cõi nhân gian hết thầy đều có nhân quả luân hồi người có đức ác có phúc hành thiện tích đức thiện báo dồi dào thì mới có được cuộc đời hạnh phúc trong cuốn đạo đức tổng thư của trần kính y kể về câu chuyện của một tài tử giang tô như sau vào thời nhà minh tại huyện Giang Mơ, tỉnh Giang Tô. Có người tên là Trương Úy Nham, học thức phong phú. Văn Trương Tài Hoa nổi danh một vùng. Vào năm Giáp Ngọ Vạn Lịch, tức năm 1594 sau Công Nguyên, Úy Nham ứng thí nhưng không có tên trên bảng vàng. Lúc đó, anh ta ngủ nhờ trong một ngôi chùa. Khi công bố danh sách những người đỗ đạt, không thấy tên mình. Ngay lập tức Úy Nham mắng quan chủ khảo có mắt không trọng, không thấy bậc hiền tài vừa hai bên đường có một đạo nhân đứng đó mỉm cười nhìn úy nham. Anh ta ngay lập tức chút cơn thịnh nộ lên đầu vị đạo nhân. Đạo nhân nói, văn chương của tướng công áp hẳn không phải tuyệt tác. Trương úy nham phẫn nộ hỏi, ông chưa từng đọc văn của ta. Sao có thể biết được ta viết không hay? Đạo nhân trả lời, ta nghe nói viết văn quý ở tâm bình khí hòa. Hiện giờ nghe cậu mắng mỏ những lời thô tục. Tâm bất bình như vậy. Sao có thể viết ra những án văn hay? trương úy nham nghe đến đây cảm thấy những lời đạo nhân nói cũng có lý bèn lập tức quy phục và thỉnh giáo ông đạo nhân nói muốn đỗ đạt công danh hết thảy đều nằm ở trong mệnh nếu không đỗ đạt thì văn chương dẫu hay cũng vô dụng vấn đề căn bản nhất là phải thay đổi bản thân mới được trương úy nham hỏi đã là số mệnh thì sao có thể thay đổi đạo nhân nói người tạo mệnh là trời kẻ lập mệnh là ta dốc sức hành thiện tích rộng âm đức thì phúc phận có thể đắc được trương úy nham nói tôi chỉ là một thư sinh nghèo thì có thể làm được gì đây đạo nhân nói việc thiện âm đức đều do tâm tạo thường tồn giữ thiện tâm này sẽ có đức ví như đức khiêm nhường chẳng hao tài tốn của cậu thi không đỗ sao không tự xem lại mình mà lại mắng quan chủ khảo trương úy nham cảm động xin lỗi vị đạo nhân từ đó về sau trương úy nham nhất tâm hành thiện nghiêm khắc yêu cầu bản thân, coi trọng tu thân dưỡng tính, trở thành một người đức hạnh. Ông còn mở lớp dạy học cho những người ở nông thôn, giáo hóa họ đừng vì thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng vì thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đồng thời, ông thường khuyến thiện những người xung quanh. Ba năm sau, một hôm Trương Úy Nhằm nằm mơ, mơ thấy trong một căn phòng cao lớn, có một cuốn sách ghi tên những người đỗ đạt, bên trong còn rất nhiều hàng trống. Trương Úy Nham bèn hỏi người bên cạnh, người này đáp rằng đây là danh sách đỗ đạt trong kỳ thi năm nay. Trương Úy Nham hỏi, trong bản danh sách này vì sao lại thiếu nhiều cái tên như vậy? Người đó nói, danh sách đỗ đạt 3 năm được âm gian sát hạch một lần. Phải là người đạo đức không sai sót mới được chọn. Những hàng trống ở phía trước này, trước đây đều đã chọn xong. Nhưng vì trong vòng 3 năm người này lại xuất hiện những sai sót về đức hạnh nên bị xóa tên. Sau đó, Ông ta lại chỉ vào một hàng trống và nói với Trương Úy Nham rằng, ba năm qua, ông cẩn trọng giữ gìn thân tâm. Có lẽ sẽ được lấp vào chỗ trống này. Hy vọng ông biết chân quý bản thân. Trương Úy Nham quả nhiên đã có tên trên bảng vàng vào kỳ thi năm đó. Ông đứng đầu trong danh sách một trăm linh năm người. Có câu rằng trên đầu ba tấc có thần linh. Ý nói rằng thần linh không nơi nào không có mặt. Mọi hành vi và suy nghĩ của con người, thần linh đều đang quan sát hết thảy mọi thứ đều không thể thoát khỏi an bài của thiên lý. Người thiện tâm là hợp với thiên đạo, nên tự nhiên phúc Phật bền chặt. Người hành thiện làm lợi cho người khác thường được người mang ơn mật tích phúc. Dẫu con người ở bất kỳ ngành nghề, hoàn cảnh nào trong xã hội cũng đều có thể làm người tốt. Hành thiện tích đức, bất cứ khi nào cũng có thể bảo tồn thiện niệm. 2. Cổ nhân giảng hành thiện tích đức nhưng hành thiện thế nào mới tích được đức. Làm việc thiện để tích phước đức là điều ai cũng biết, nhưng nếu làm việc thiện mà tâm bất thiện thì kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Có câu chuyện kể rằng, một ngày, các nho sinh đến gặp vị thiền sư và thỉnh ngài giảng về thiện và ác. Thiền sư bèn yêu cầu mỗi người hãy đưa ra ví dụ về những việc thiện ác mà họ biết. Một người trong đó nói: Mắng chửi, đánh đập người là ác. Tôn kính lễ phép với người là thiện thiền sư nói rằng không nhất định là như vậy một người khác cho là tham lam lấy tài vật của người là ác gìn giữ sự thanh bạch liêm khiết là thiện thiền sư cũng nói rằng không nhất định là như vậy mọi người đều lần lượt đưa ra các ví dụ khác nhau về thiện và ác nhưng vị thiền sư đều lắc đầu rằng không nhất định là như vậy thấy khó hiểu các nho sinh bèn thỉnh thiền sư hãy giảng giải cho mình lúc này vị thiền sư mới từ tốn nói giúp ích cho người gọi là thiện chỉ vì ích kỷ lợi thân gọi là ác vì giúp ích người cho nên dù có đánh mắng cũng vẫn là thiện trái lại chỉ vì ích lợi cho bản thân nên dù có kính trọng người cũng gọi là ác lại nữa làm việc thiện mà xuất phát từ tấm lòng thành là chân thiện còn hời hợt chiếu lệ mà làm là giả thiện ví như nếu tâm không thiện thì dù có vung tiền của cứu giúp hàng ngàn người cũng không có nghĩa lý gì ngược lại tâm chân thiện thì dù không có một đồng làm từ thiện nhưng một nụ cười hay một cái nắm tay chân thành cũng đủ để tích phúc đức rồi cũng nói làm việc thiện rồi cầu được báo đáp thì là vị tư bất thiện chỉ có làm việc thiện một cách lặng lẽ âm thầm không phô trương không cầu báo đáp mới thật sự tích được âm đức âm tức là tiềm ẩn là lòng tốt âm thầm chúng ta đoạn ác tu thiện tích công bồi đức thì không cầu người khác biết cũng không mong được người tán thán hay cầu sự trả ơn. Trong cuốn Âm Đức Văn, Âm Đức còn mang ý nghĩa thiên nhân cảm ứng. Con người nên tự mình hành thiện, làm việc tốt nhưng không nên khoa trương ở khắp mọi nơi. Chỉ cần lặng lẽ, âm thầm đi làm là được, bởi vì Thượng Thiên là cảm ứng được lòng người. Cho dù một người làm việc thiện mà không ai biết thì văn xương đế quân vị thần chủ quản công danh phúc lộc cũng sẽ âm thầm phù hộ và ban phước lộc cho người ấy âm đức là thiêng liêng cho nên nếu làm việc thiện mà cố ý khoa trương bản thân để được danh và lợi thì hiệu lực của âm đức sẽ tự nhiên mất đi người ấy không tích được âm công và cũng không khởi được tác dụng chân chính của hành thiện từ lý luận này xem ra chỉ có không màng danh lợi lặng lẽ làm việc thiện thì mới thực sự là hành thiện tích đức chân chính tổ tiên tích âm đức dòng họ được phước báo có một người họ dương tên vinh từng làm đến chức thiếu sư sống ở vùng kiến ninh tỉnh phúc kiến gia đình ông đã nhiều đời sống bằng nghề đưa đỏ một lần trời đổ mưa rất lâu nước lũ dâng cao thế nước cuồn cuộn tràn xuống các nhà dân đều bị lũ cuốn trôi nhiều người bị chết đuối theo dòng nước lũ mà trôi giạt xuống hạ lưu những người lái đỏ khác đều đi vớt của cải trôi nổi trên mặt nước riêng ông cố và ông nội của dương vinh lại một lòng cứu vớt nạn nhân bị nước cuốn tới còn tài vật thì không hề động đến một món dân làng đều cười thầm chê họ là đồ ngốc về sau có một vị thần tiên trong dáng vẻ của đạo sĩ đến nói với cha của dương vinh rằng ông nội và cha của cậu đều tích được rất nhiều âm đức hết thầy con cháu đều sẽ được làm quan lớn phát đại tài cậu nên an táng cha của cậu tại nơi đó nơi đó cha của dương vinh nghe xong liền theo lời chỉ dẫn của vị đạo sĩ mà chôn cất ông nội và cha ở tại vị trí ấy đây chính là phần mộ bách thố mà ngày nay mọi người đều biết đến. Về sau Dương Vinh đến 20 tuổi thì thi đỗ tiến sĩ, rồi liên tục làm quan, làm đến chức tam công. Hoàng đế còn truy phong chức quan tương tự cho ông cố, ông nội và cha của Dương Vinh. Hơn nữa, con cháu đời sau của Dương gia cũng vô cùng hưng vượng. Mãi đến tận ngày nay vẫn còn có rất nhiều người hiền tài. Có câu nói, Phật chỉ xét nhân tâm, Vậy nên tâm tính mới là gốc của hành thiện và hành động ấy mới được thần Phật chứng giám. Thiện quả mới kết trái đơm hoa. 3. Tính cách tạo nên số phận. Học những điều này để bồi đắp vận mệnh tốt. Tính khí của người đàn ông sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp, còn tính khí người phụ nữ sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân. Làm người chỉ cần có tính khí tốt thì phàm việc gì cũng tốt. Cổ nhân có câu, ông 70 học ông 71. Đời người chính là quá trình học tập làm người không ngừng nghỉ. Trường đời chính là lớp học không có ngày tốt nghiệp. Bất luận là nghèo hèn hay phú quý. Chỉ cần biết học hỏi, biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ có được thành tựu, sẽ có được vận mệnh tốt. Vậy điều cần học là những gì? Một, học cách nhận sai. Con người thì thường ít ai nhận sai về mình. Gặp bất cứ việc gì cũng đều là nói người khác sai. Cho rằng bản thân mình mới là đúng, kỳ thực không biết nhận sai mới chính là cái sai lớn nhất có thể nhận sai với cha mẹ bạn bè người trong xã hội mà bạn va vấp hàng ngày thậm chí có thể nhận lỗi với cả con cái hay bề dưới của chính mình nhận sai đối với chính bản thân người nhận lỗi không những không mất điều gì mà còn thể hiện được bản thân mình có lòng bao dung độ lượng học được cách nhận sai đó là một loại mỹ đức là hành động của bậc tu hành hai học cách nhu hòa răng người thì cứng lưỡi người thì mềm con người ta khi về già tuy răng dụng nhưng lưỡi vẫn còn vậy nên làm người thì cần phải biết nhu hòa có như vậy mới có thể lâu bền cứng nhắc quá ngược lại phải chịu nhiều thua thiệt tâm địa nhu hòa cũng chính là tuệ giác của bậc tu hành cũng như trong đạo gia nói về điều tức điều thân điều tâm từ từ điều phục bản thân như người ta thuần dưỡng một chú ngựa hoang điều phục trái tim chạy nhảy khiến cho nó đạt được tâm thái nhu hòa, có được thân tâm an lạc, trường thọ. 3. Học ẩn nhẫn, sống ở đời, thành hay bại bại cũng chỉ bởi chữ này. Con người đôi khi sống cũng chỉ vì một chút khẩu khí mà đánh mất bản thân mình, lại không biết rằng, chỉ cần nhẫn một chút là thuyền yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, có thể nhẫn thì vạn sự đều thông. Giải hóa được mọi thứ. Dùng trí huệ năng lực để biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ lại hóa thành không. 4. Học cách cảm thông. Cuộc sống mà thiếu đi sự cảm thông thấu hiểu lẫn nhau sẽ sinh ra thị phi, đố kỵ và hiểu lầm. Vậy nên, người với người cần sự thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người gặp nhau cũng bởi chữ duyên. Vậy tại sao lại không thể dùng sự bao dung ấy để sống với nhau bằng tình yêu và an lạc? trong gia đình hay với mối quan hệ bên ngoài xã hội cũng vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được tiếng nói chung, không phải lúc nào không khí cũng hài hòa. Mọi thứ đều suôn sẻ. Đó là lúc chúng ta cần sự cảm thông để thấu hiểu người kia, để biết viên dung cho nhau. Có như vậy thì mối quan hệ mới thật sự lâu bền. 5. Học cách buông bỏ. Đời người cũng như sợi dây chun, khi cần thì giãn, khi không cần thì co lại làm người cũng như thế cầm lên được thì cũng nên buông xuống được ví như một người mang vác hành lý nặng trên vai nếu không buông xuống sẽ chẳng thể nào thoải mái sức người thì có hạn tuổi đời thì có tháng có năm biết nhận sai tôn trọng bao dung mới có thể khiến người khác dung nhận buông bỏ là một loại trí huệ biết buông bỏ mới có được hạnh phúc bởi thứ được buông bỏ kia chính là phiền não khổ tâm trong đời chỉ có thật sự buông bỏ, con người ta mới thật sự có được vui vẻ và thoải mái tự tại. 6. Học cảm động. Cuộc sống hiện đại dần khiến chúng ta chai lì với cảm xúc. Những lời chia sẻ yêu thương và quan tâm với nhau cũng dần vơi đi nhiều. Tương lai nhân loại rồi sẽ ra sao khi đời sống ngày càng thiếu đi những xúc cảm thường tình nhất? Nhìn thấy điểm tốt của người khác phải biết yêu thích, nhìn thấy việc tốt của người khác phải biết rung động. Cảm động đó là một sự yêu thương là trái tim bao dung. Trong mấy chục năm của cuộc đời, có rất nhiều sự việc và lời nói khiến ta cảm động. Vậy nên chúng ta cũng cần phải nỗ lực hành động, học cách chia sẻ yêu thương để khiến người khác cũng phải rung động về mình. 7. Học cách tồn tại. Vì để sinh tồn, cần phải duy trì cho mình một cơ thể khỏe mạnh. Có một cơ thể khỏe mạnh thì không những có lợi cho bản thân mà còn khiến cho bạn bè, người thân gia đình thêm một phần yên tâm tin tưởng cho nên đây cũng có thể coi là việc làm có hiếu với song thân phụ mẫu đúc kết lại cả bảy điều cần học ở trên mỗi chúng ta hãy bắt đầu thực hành từ chính bản thân mình trong suốt cuộc hành trình của nhân sinh tại từng thời khắc trong từng sự việc và đối nhân xử thế nếu ta đều kiên trì học được bảy điều ấy thì chính là đang tôi dưỡng nên khí chất cao quý của một con người vậy nên mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà tôi và bạn cần làm, đó chính là nhắc nhở bản thân mình, nhất định hôm nay mình sẽ là người có tính khí tốt. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9, không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 4. Giữ vững thiện lương trong tâm mình. Trời xanh nhất định có an bài tốt nhất. Cuộc đời là những thử thách nối dài đôi khi khiến lòng người khó có thể vượt qua. Nhưng chỉ cần bạn làm người tốt, bước những bước vững tin trên con đường chân chính, thì trời xanh ắt tự có an bài. Hà Nội 2015, một buổi sáng sớm mùa thu xe lạnh, mưa bay lất phất, lá vàng lãng đãng rơi, phẳng phất một nỗi buồn man mác. An đạp xe miên man trên những con ngõ nhỏ phố nhỏ, mắt chăm chăm nhìn hai bên vỉa hè xem có đồ phế thải, vỏ hộp hay giấy vụn gì có thể lượm được không? Ngày nào An cũng cố gắng dậy từ 4 giờ sáng, tranh thủ khi trời còn chưa sáng để đi để nhặt rác. An đi lượm rác cả ngày, nhưng chỉ vào lúc sáng sớm thế này anh mới may mắn gặp được các gia đình, công ty hay siêu thị vừa dọn kho hàng và chất đống vỏ thùng trên vỉa hè. An vẫn cắm cúi đạp xe, nhưng tâm anh không thể tính lại được. Trước mắt anh luôn hiện lên con số 500. Đúng vậy, 500 triệu đồng bác sĩ nói phải có 500 triệu thì con trai của anh mới mong được cứu sống. Khi nghe đến con số ấy anh những tưởng mình sẽ gục ngã. Chưa bao giờ anh nghĩ về con số quá lớn như vậy. Nhưng anh không được phép gục ngã. Bằng mọi cách chân chính anh phải cứu lấy con trai mình. Vợ chồng An đều ở làng ung thư trên Phú Thọ, là cái làng chịu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Việt Trì mà báo chí vẫn thường nhắc đến. An rất thông minh lại đẹp trai, khuôn mặt hiện rõ vẻ thiện lương nét đẹp của người Trung Du có phần rắn giỏi, chăm chỉ lao động. Vợ An cũng rất xinh đẹp, ngoan hiền lại nết na thùy mị. Họ học cùng nhau những năm phổ thông. Vì không đỗ đại học nên lập gia đình sớm và quyết tâm làm giàu ngay trên quê hương mình. Thủa đầu, cuộc hôn nhân của hai người hạnh phúc như mơ, khiến nhiều bạn cùng trang lứa phải ghen tị. Phải nói là anh mắt tay, trồng cây gì cũng sai quả, nuôi con gì cũng lớn nhanh anh tìm tỏi những giống cây mới phù hợp với đất Trung Du để trồng. Những cây lạ như mít thái, đu đủ Đài Loan, thanh long ruột đỏ. Cây nhà anh trồng chỉ một, hai năm đã cho quả chiếu chịt, thu hoạch khấm khá. Chẳng bao lâu đã có tiền xây nhà mái bằng, rồi mua tivi, xe máy. Hạnh phúc được nhân đôi khi vợ anh sinh con trai đầu lòng. Thằng bé đẹp như thiên thần, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn anh chị tự hào và gửi gắm những mơ ước lớn lao vào con. Thời gian thấm thoát trôi qua. Con trai anh đã vào học lớp 1, nhưng cũng từ đây thằng bé thỉnh thoảng lại bị ngất trên lớp. Anh chị lo lắng đưa con đi khám thì mới ngỡ ngàng biết rằng con bị ung thư máu. Anh như quỵ xuống. Trời đất cũng trao đảo. Nhưng anh không muốn tin đó là sự thật nên lại đưa con về Bệnh viện Huyết học Hà Nội khám lại. Kết quả chính thức là con anh bị ung thư máu cháu phải nhập viện và trở thành cư dân tại tầng 6, là tầng dành riêng cho các bệnh nhi ung thư. Trời đất! Sao mà nhiều cháu bé bị ung thư đến thế? An à cứ tưởng chỉ có làng ung thư mới bị ung thư. Hóa ra làng nào, phố nào cũng có. Tưởng chỉ có nhà nghèo ăn uống mất vệ sinh. Nhưng hỏi ra mới biết ngay cả các quý tử đại gia ăn uống toàn đồ xịn nhập ngoại cũng trở thành cư dân tầng 6 này. Những em nhỏ ở đây thật là tội nghiệp từ những em bé vẫn còn ấm ngửa, cho đến các em vài ba tuổi còn chưa hiểu ung thư là gì. Nhìn những đôi mắt trong veo, thơ ngây trong sáng, vẫn vui vẻ nô đùa mà không biết rằng có cái án tử hình đang treo trên đầu thì người vô cảm đến đâu cũng phải bật khóc. Thương con anh đã khóc hết nước mắt, nhưng thấy những hoàn cảnh éo le khác cũng đáng thương đến thế. An không thể không trào nước mắt. Con nằm viện, vợ trông con. Anh cũng bỏ vườn tược ở quê để lên Hà Nội làm xe ôm vừa có thể kiếm sống lại vừa thuận tiện cơm nước chăm sóc vợ con quê anh nghèo nên từ lâu đã nhiều người lên hà nội kiếm sống may nhờ có người quen làm trật tự phường giúp đỡ nên anh mới được bố trí một chỗ đứng xe ôm lại cũng được người quen giới thiệu mà anh được gia nhập hội xe ôm được mọi người hướng dẫn về cách thức đường xá đi lại cách xin công an để khỏi bị phạt một năm trôi qua ở bệnh viện thì tiền viện phí tiền thuốc men tiền sinh hoạt tối thiểu cùng với hàng trăm chi phí không tên khác đã lấy hết tất cả những gì mà anh chị tích cóp được suốt 8 năm lao động trước đó. Toàn bộ đồ đạc có thể bán đều đã bán hết rồi. Cuối cùng đến chiếc xe máy là công cụ mưu sinh cũng phải bán nốt. Nghe đến đây, những người chưa vào bệnh viện, chưa có người nhà phải nằm viện thì đều thấy khó hiểu. Nhưng sự thực là như vậy đấy. Không chỉ riêng anh, mà hàng nghìn hàng nghìn người đang trông con dài ngay ở các bệnh viện cũng trắng tay như anh những người quen lại giúp anh tham gia vào đội quân nhặt rác. Đây cũng là việc mà hàng nghìn người đang làm để có thể mưu sinh tại mảnh đất thủ đô này. Dẫu thu nhập thất thường, nhưng nếu may mắn gom góp nhặt nhẹ được nhiều thì anh cũng đủ tiền chi tiêu tằn tiện cho cả nhà. Nhưng khó khăn thế nào anh vẫn phải chấp nhận. Biết làm gì hơn bây giờ. Bác sĩ nói rằng, ung thư máu nếu chữa theo cách truyền thống thì hy vọng rất thấp. Giờ đây đã có phương pháp kế tế bào gốc tỷ lệ thành công có thể lên đến 80%, nhưng chi phí cao, trừ bảo hiểm rồi thì cũng cần 500 triệu đồng. Anh muốn cứu con, nhưng làm gì để có 500 triệu bây giờ? Anh suy nghĩ rồi suy nghĩ, miễn là có hy vọng thì anh đều không ngại làm. Trong những người cùng chăm con nằm viện thì có người đã mang nhà, rồi mang cả đất đai đi thế chấp ngân hàng. Nếu ở nông thôn thì chỉ vay được vài chục triệu còn ở bệnh viện cũng có cò cho vay nóng với lãi suất cao mời chào. Anh về quê hỏi thì ngân hàng không cho vay tiền đi viện, chỉ cho vay tiền để sản xuất. Mà nhà đất ở làng ung thư của anh thì làm sao thế chấp được đây? Hỏi cò cho vay thì cũng không nhận thế chấp nhà ở làng ung thư. Hỏi vay mượn họ hàng. Người quen thì cũng toàn người nghèo. Cố gắng lắm thì may ra mới vay được đôi ba triệu. Nói gì đến năm trăm triệu. Con đường vay coi như đã đóng chặt nhưng anh vẫn cần phải cứu con. Vẫn cắm cúi đạp xe, anh chợt nhìn thấy cuộn dây sắt của công trường xây dựng đang nằm tơ hơ trên vỉa hè mà không có người trông nom. Xung quanh vắng lặng không có bóng người. Nếu lấy sẽ chẳng ai hay biết. Ít nhất cũng bán được 100.000 đồng. Nghĩ đến đó anh thấy ngượng ngùng xấu hổ đỏ cả mặt cả tai. Xấu xa thế mà cũng nghĩ được. Không hiểu ý nghĩ xấu ấy từ đâu tràn đến nhỉ. Từ nhỏ anh đã được dạy rằng giấy rách phải giữ lấy lề, không được trộm cắp lấy của người khác thì tội nghiệp ghê lắm lại nghĩ sao không có ai đánh rơi tiền vàng để mình nhặt nhỉ không được anh đã được dạy dù đói cũng không được tơ hào của người khác cái gì của người khác mà mình lấy kể cả nhặt cũng là không được chỉ tăng thêm nghiệp tội mà thôi anh là người tín phật luôn sống làm người tốt chân thật thiện lành vừa đạp xe vừa nghĩ miên man anh bỗng cảm giác Bồ Tát quan âm đang dõi theo anh, thấu hiểu nỗi lo lắng trong lòng anh. Bồ Tát, xin hãy cứu giúp con, con hứa sẽ luôn sống tốt. Anh thầm niệm. Thế nhưng anh vẫn cần tiền để cứu con. Làm gì đây nhỉ? Anh chợt nhớ đến một câu chuyện xót xa từ năm 2013. Ở Cà Mau đã có người tự tử để lấy tiền phúng viếng cho con đi học. Một tháng trước khi thắt cổ quyên sinh, chị đã nói với chồng con và hàng xóm về kế hoạch của mình nghĩ cũng tội bởi chị quá nghèo nên mới chọn con đường tự vẫn hy vọng mọi người đến phúng viếng để có tiền trang trải cho các con ăn học giảm gánh nặng cho chồng lấy linh hồn phù hộ cho chồng con anh dùng mình lại ý nghĩ xấu xa len lỏi vào theo giáo lý nhà phật thì tự tử là một tội rất nặng huống hồ anh có chết thật thì ở cái làng quê nghèo lấy tiền phúng viếng cũng chẳng có nổi bao nhiêu nói gì đến 500 triệu. Anh tự thoát ra khỏi suy nghĩ ấy để đạp xe đi tiếp, mắt vẫn chăm chú nhìn hai bên vỉa hè. Nhặt rác để duy trì cuộc sống đã khó, còn nói gì đến chuyện kiếm thêm tiền. Có vẻ như mọi con đường chân chính để kiếm được 500 triệu đều đóng lại trước mắt. Con trai anh dễ thương là thế, ngoan ngoãn là thế. Vậy mà, thương con, anh ngậm ngùi xót xa, quả thật không dám nghĩ nữa anh lại thành tâm xin Đức Phật độ trì, chứng giám cho tấm lòng anh luôn hướng thiện, cầu xin Đức Phật tử bi. Chị dậu ngày xưa chắc cũng không bi đát như anh bây giờ, có ở trong hoàn cảnh rồi mới thấu hiểu. Trước đây anh từng đọc báo thấy có câu chuyện thương tâm ở Hưng Yên rằng, bố nghèo quá cho con ăn một bữa ngon rồi lái xe đưa con trai đi chơi. Đến giữa cầu thì đẩy con xuống trước, bố nhảy theo sau, chỉ còn chiếc xe đạp cũ nát trên cầu những chuyện như thế xảy ra thường xuyên trên báo người xem chỉ quan tâm hời hợt anh cũng nghĩ họ không chín chắn đầu óc có vấn đề vì như vậy là mắc tội giết người mà lại giết con mình kể cả tự giết mình thì cũng chịu tội rất lớn rồi nhưng giờ suy nghĩ lo lắng đến căng thẳng đầu óc anh mới thông cảm với những hoàn cảnh éo le ấy thông minh như anh mà đôi khi còn nghĩ dại ấy là suy nghĩ xấu phải loại khỏi đầu mình ngay đêm qua may mắn anh nhặt được một lô vỏ hộp giấy thùng hàng của một công ty họ cho anh tất còn kèm thêm một ít sắt vụn coi như trả công vì anh đã dọn sạch sân cho họ anh thường hay qua đây mọi người trong công ty đều quen mặt gọi tên anh thấy anh hiền lành chăm chỉ họ thường nhờ anh quét dọn sân công ty nhưng không bao giờ anh lấy tiền anh nghĩ mình giúp được ai thì giúp thôi anh mừng thầm phải trích ra mấy chục mua cái đùi gà luộc cho thằng bé cả tháng nay ăn uống thất thường. Người nó sọp hẳn đi. Hôm qua nhìn thấy nó cố nuốt từng miếng cơm khô với đậu kho. Mắt nó liếc nhìn sang hộp cơm toàn cao lương mỹ vị của cậu bạn giường bên cạnh mà lòng anh thắt quặn. Nước mắt lại chảy ngược vào tim. Anh thương bé quá. Về đến nhà, anh lại lúi húi bên nồi luộc gà nước đang sôi ủng ục. Nghĩ đến cảnh thằng bé sẽ vui thích đón lấy cái đùi gà. Anh nhất định phải động viên con ăn thêm hai bát nữa chỉ cần nhìn thấy gương mặt dạng ngời, ánh mắt lấp lánh niềm vui của con trai, thì mọi lo toan nhọc nhằn bấy lâu nay cũng sẽ nhòa đi như mây khói. Rồi anh sẽ thấy vui vui trong lòng, tâm cũng trở nên thanh thản một cách lạ kỳ. Anh đang miên man suy nghĩ, thì bỗng nhiên chiếc điện thoại cục gạch reo vang. Ở bên kia đầu dây, vợ anh nói anh hãy vào ngay bệnh viện đi, cơm canh cứ để cả đấy. Anh vừa đi vừa lo, không biết có chuyện gì không hay xảy ra đây nhỉ. Mấy hôm nay thằng bé cứ mệt lạ đi. Hai mắt cứ mơ màng xa xăm. Biết đâu, biết đâu. Mà vợ anh tiết kiệm tiền trả mấy khi gọi. Lần này, nghĩ vậy nên anh vừa đạp xe vừa khóc. Đến phòng bệnh, nhìn thấy thằng bé tươi cười với bố. Anh mừng quá. Gánh nặng lớn trong tâm như cũng vây đi nửa phần. Vợ lại gọi anh sang ngay phòng bác sĩ trưởng khoa. Anh líu díu đi theo như người mất hồn bác sĩ đưa ra một tờ giấy tiếng Anh rồi nói chúc mừng anh chị và cháu bé. Tổ chức từ thiện nhân đạo đã có quyết định hỗ trợ 100% chi phí mổ cho cháu. Cơ hội cứu sống cháu rất cao. Nghe đến đây anh ngã quỵ xuống đất. Anh thấy mình đang bay lên đến nước Phật. Cảnh đẹp vô cùng. Đầu đầu cũng mỹ diệu. Thánh thiện và âm nhạc tràn đầy dư âm tử bi. Anh nhẹ nhàng thành tâm quỳ dưới chân Bồ Tát quán âm. Bồ Tát cầm chiếc bình tịnh thủy trong tay mỉm cười và nói với anh rằng: "Con đã trải qua được một khảo nghiệm lớn trong cuộc đời, vì con là người tốt, có tâm hướng Phật nên con xứng đáng được cứu giúp. Con hãy về và tiếp tục cuộc sống thiện lành của mình. Cuộc sống vẫn còn nhiều gian nan, nhưng con đừng quên giữ vững thiện niệm trong tâm. Hãy làm người chân chính." Anh mở mắt ra, cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, tâm tình cũng nhẹ nhõm, yên bình. Còn vợ anh thì mừng rỡ, Hai mắt nhòa những giọt lệ hạnh phúc trên khuôn mặt. Chỉ nói với anh rằng anh đã ngất và ngủ thiếp đi rất sâu hơn một tiếng đồng hồ. Cả nhà anh mừng rỡ vì đã qua một nạn lớn, tương lai sẽ tốt đẹp. Nắng mới đã lên rồi. Năm, đường đời khúc khuỷu quanh co, biết chuyển hướng thì chuyện dù xấu tới đâu cũng thành hảo sự. Nước mềm mại mới có thể chảy ra tới biển sâu. Vậy nên làm người biết thay đổi tâm thái chuyển hướng trong tâm thì chuyện xấu cũng ắt sẽ biến thành chuyện tốt. Sống mệt mỏi là vì không biết cách chuyển hướng. Rất nhiều người thường cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi và bất hạnh, chính là vì họ không học được cách chuyển hướng. Những người cố chấp sẽ bị sự cố chấp của mình làm tổn thương. Bạn kiên trì con đường bạn muốn đi, kiên trì lập trường của bạn. Vậy thì con đường mà bạn muốn đi có vì bạn mà chuyển hướng hay không? Lúc này có lẽ điều bạn cần chính là chuyển hướng một chút mềm mại như nước mới có thể chảy ra tới biển rộng. Con người sống giữa trời đất, mỗi con đường hầu như đều khúc khuỷu quanh co. Xưa này hiếm khi có con đường nào thẳng tắp. Nước có thể chảy tới biển lớn chính là vì nó giỏi tránh tất cả chứa ngại trên hành trình của mình. Không ngừng chuyển hướng và tiến về phía trước. Trên con đường đời cũng khó tránh khỏi những lúc khó khăn. Đừng nên húc đầu vào đó. Thử chuyển hướng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn cho bạn hay sao. Thay đổi tâm thái, chuyển hướng trong tâm thì chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt núi không chuyển rời thì con đường chuyển hướng đường không chuyển hướng thì tâm người xoay chuyển chỉ cần trong suy nghĩ của chúng ta muốn chuyển hướng thì nghịch cảnh cũng sẽ biến thành cơ hội chỉ cần tâm bạn xoay chuyển một chút thì con đường bạn đi cũng sẽ theo đó mà rộng mở thênh thang vậy nên hãy khai sáng vùng trời mới bước đi trên con đường mà bạn chưa từng đi qua khi tiến thẳng trên con đường ắt sẽ có lúc gặp đoạn khúc khuỷu quanh co con đường đời có những khi chắc trở có những lúc bình yên thường cũng sẽ có rất nhiều khó khăn trở ngại cần vượt qua hương vị của cuộc sống có đắng cay có ngọt bùi ắt sẽ có nhiều dư vị cần thưởng thức muốn tiến về phía trước cần phải có dũng khí muốn chuyển hướng cần phải có trí huệ khi đường không thông hãy chọn cách chuyển hướng khi tâm không vui hãy chọn cách buông bỏ khi tình cảm dần xa cách hãy để nó tùy duyên những chuyện đã xảy ra đều đã là quá khứ điều đang đón đợi là một ngày mới tươi đẹp hơn mỗi sớm mai thức giấc chúng ta hãy nói với mình rằng hôm nay là một ngày tuyệt nhất dẫu hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì cũng đều trở thành dĩ vãng không thể đổi thay đừng để phiền não của ngày hôm qua ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta ngày hôm nay hãy là một bông hoa nở rộ đượm hương sắc của tình yêu khi nở rộ. Hoa không phải che giấu điều chi. Khi héo tàn hoa vẫn thản nhiên đối mặt với sự thê lương. Hãy mỉm cười chào đón cuộc đời. Chào đón ánh tà dương của một ngày bằng con tim giản đơn. Hạnh phúc. Mỗi giai đoạn trong đời người đều đáng trân quý. Xoay chuyển tâm thái biến tuổi già thành niềm vui. Khi con người dần dần già đi theo năm tháng, có thể bạn sẽ cảm thấy mình không sánh kịp với người khác, hoặc mình đã qua giai đoạn vinh quang nhất trong kiếp người bởi lẽ mỗi người chỉ có một thời son trẻ cho nên tuổi xuân thật là đáng quý nhưng mỗi người cũng chỉ có một lần già đi cho nên tuổi vãn niên cũng đáng chân quý biết bao hãy cứ để tuổi già vui vẻ tìm đến chúng ta bởi lẽ mỗi một giai đoạn trong cuộc đời đều rất đáng quý sao cứ phải so sánh được mất thiệt hơn mang theo sự nhiệt thành của tuổi trẻ trong tim bạn sẽ không sợ hãi khi tuổi xuân qua đi xin hãy tin rằng những thời khắc lặng lẽ trôi đi khiến dung nhan của chúng ta sớm phai tàn nhưng cũng khiến kiếp nhân sinh của chúng ta bừng sáng và nở rộ xin hãy tin rằng sự đáng quý của tuổi trẻ không phải là khoảnh khắc trẻ trung mà là một trái tim tràn đầy dũng khí và nhiệt thành đừng sợ bị tổn thương đừng sợ phải cho đi đừng sợ phải yêu thương đừng sợ phải ước mơ xin hãy tin rằng tuổi trẻ qua đi không có gì đáng sợ điều đáng sợ là mất đi dũng khí yêu thương cuộc sống một cách nồng nàn ngưỡng mộ tuổi thanh xuân của người khác chi bằng chúng ta hãy luôn giữ một tâm thái trẻ trung cứ để tuổi già đến một cách tự nhiên biết chuyển hướng trong giao tiếp cuộc sống sẽ ít tức giận thêm nhiều bao dung hãy học cách gắn kết những người xung quanh chúng ta khi nào cần xoa dịu thì hãy xoa dịu khi nào cần nhẫn nhịn thì hãy nhẫn nhịn chúng ta phải có phong thái của một người độ lượng cuộc sống sẽ không để người có tấm lòng phải chịu thiệt thòi hãy cứ chung sống với mọi người và chung sống chọn đời với chính mình bằng tấm lòng nhân hậu và sự thiện lương cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng gì hãy học cách khoan dung và thấu hiểu hãy trở lại đường lui khoảng trống cho mỗi người mỗi chuyện biết đâu sau này còn có ngày gặp lại nhưng cũng phải kiên trì nguyên tắc và giới hạn làm nên giá trị chân chính của bản thân mình đừng cúi đầu khuất phục trước những thứ xấu con người khi đến tuổi lão niên sẽ không gây khó dễ cho người khác, cũng không yêu cầu hà khắc với bản thân mình. Có vài người bạn tri kỷ, có vài người bạn tâm đầu ý hợp là cuộc sống đã trọn vẹn niềm vui. Suốt một chặng đường gian khổ cũng sẽ có khi gặp cảnh tươi sáng. Con người khi đi qua những chặng đường mới hiểu thế nào là vất vả. Khi leo lên những ngọn núi mới biết thế nào là gian nan. Khi đi qua vài dòng sông mới biết thế nào là gập gành sóng gió khi trải qua khó khăn mới biết thế nào là sự ưu việt chỉ cần bạn vẫn muốn bước tiếp thì phía cuối con đường sẽ lại mở ra một con đường khác dành cho bạn muốn chuyển hướng biết chuyển hướng giỏi chuyển hướng hay không sẽ tạo nên những bộ mặt khác nhau của kiếp người từ đó có thể thấy rằng từ chuyển hướng trong cuốn từ điển đời người sẽ bày ra trước mắt chúng ta biết bao nhiêu cảnh tượng khác nhau có muốn chuyển hướng có biết chuyển hướng có giỏi chuyển hướng hay không sẽ quyết định cuộc đời của bạn là hạnh phúc hay phiền não. Chuyển hướng đã tạo nên những cuộc đời muôn hình muôn vẻ, sẽ sinh ra thế giới muôn sắc muôn màu. Khi con đường này không thông thì có thể thử những cách khác, bởi lẽ muôn nẻo đường đều đổ về một ngã. Khi con đường này không thông, chúng ta có thể chọn một ngã rẽ khác. Trong cuộc đời, đâu có điều gì là nhất nhất phải như vậy. Lấy sở trường bù sở đoàn mới là hành động của người sáng suốt khi con đường này không thông. Hãy thay đổi tâm trạng của mình để trải nghiệm cuộc đời. Biết đâu bạn lại phát hiện ra nghịch cảnh. Khổ đau mới chính là cơ hội trưởng thành. Con đường đời dài lê thê. Hãy học được cách chuyển hướng. Học cách thay đổi linh hoạt mới có thể không bị đánh đổ giữa cuộc đời. 6. Sinh ra nghèo khổ không có tội. Nhưng chết trong nghèo đói thì một phần cũng là do lỗi của bạn mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng. Dù làm việc cật lực nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng người thì nghèo khó bần hàn. Tuy nhiên cái nghèo do sự làm biếng của bản thân mang lại thì làm sao có thể đổ lỗi cho số phận đây. Con trai gần 50 tuổi không có một đồng để mai táng cho cha. Năm ngoái bác của chồng tôi bị bệnh nặng phải nhập viện. Chúng tôi vào viện thăm ông. Khi đi ngang qua hành lang thì nhìn thấy chị họ đang thấp giọng mắng em trai. Cha bị bệnh cậu một đồng cũng không đưa ra, không sợ người khác cười vào mặt sao? Người anh họ này của tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi, nhưng nửa đời người sống rất cầu thả. Phóng túng, chỉ cần có chút tiền là đi uống rượu. Chị dâu không những không phản đối còn hùa theo chồng. Anh ta có một đứa con trai cũng sớm nghỉ học, cả ngày chỉ ở ngoài đường. Hơn 20 tuổi mà một công việc đàng hoàng cũng không có. Yêu đương với con gái nhà người ta đến khi người ta biết hoàn cảnh gia đình như vậy cũng bỏ chạy nhìn thấy chúng tôi đi đến họ mới dừng cuộc tranh cãi lại cùng vào phòng bệnh bởi vì bác cứ ngủ mê man chúng tôi sợ đánh thức ông cho nên an ủi vài câu rồi cũng ra về chị họ tiễn chúng tôi cũng cùng chúng tôi than thở bất mãn hai đứa xem ai đời lại có một đứa con trai như vậy cha bị bệnh nặng một đồng cũng không có đến tiền mua cơm cũng đòi chị nói mình không có tiền nó đã như vậy vợ nó cũng như vậy nốt hai đứa nó đều lười biếng đến mức chỉ hận không thể cả ngày nằm trên giường ngủ con cái cũng lớn như vậy rồi mà một đồng cũng không tiết kiệm được thử hỏi sau này làm sao mua nhà cưới vợ cho con không lâu sau bác qua đời theo tập tục của quê chúng tôi thì con trai phải bỏ tiền ra làm hậu sự nhưng người anh họ này làm gì có tiền gấp tới mức vỏ đầu bứt tai có người khuyên chị họ nên giúp đỡ bỏ ra chút tiền cho anh ta nhưng chị họ cũng lực bất tòng tâm nói nhà của chị cũng sống rất vất vả bọn họ làm việc ngày đêm hơn một năm nay vẫn chưa được nghỉ ngơi ngày nào đâu có giống như nhà của em trai sống vui vẻ thoải mái như vậy lúc cha bị bệnh một đồng cũng không bỏ ra tất cả tiền đều do chị ấy một tay chi trả lúc đó chị ấy không tính toán là vì chữa bệnh cho cha nhưng bây giờ lại muốn tiền thì một đồng cũng không có chị ấy nói rất quyết liệt cho nên không còn ai dám khuyên ngăn nữa cuối cùng cũng là cháu ngoại và cháu nội xa góp chút tiền làm một hậu sự đơn giản cho ông mình và khoảng thời gian trước có một bài luận rất nổi tiếng với chủ đề là tuổi tác càng cao càng không có người tha thứ cho cái nghèo của bạn thật ra có đôi lúc không phải nguyên nhân chủ quan khiến cho người ta nghèo khó mà là từ những nhân tố khách quan ví dụ như vận may không tốt hay bệnh tật thì cái nghèo không phải không thể tha thứ nhưng không thể tha thứ chính là nghèo vì lười biếng do con người tự tạo ra gia đình bất hòa vì người vợ ngày đêm lao lực còn chồng thì làm biếng lại còn nóng này trước khi chuyển nhà tôi thường nghe hàng xóm đối diện cãi nhau lúc nửa đêm vì vậy tôi cũng bị làm ổn tỉnh lại vài lần trời sinh thần kinh của tôi suy nhược cho nên giấc ngủ luôn không được sâu bây giờ bị làm ổn như vậy căn bản càng không thể chìm vào giấc ngủ có một lần bị làm ổn khiến tôi không ngủ được. Tôi tức giận đi gõ cửa nhà họ. Chủ nhà nhìn thấy tôi tất nhiên rất ngại. Sau đó liên tục khóc lóc nói, xin lỗi đã quấy dậy giấc ngủ của chị. Nhưng tôi thật sự không chịu đựng được nữa. Nếu không ai lại muốn đêm hôm khuya khuất mỗi ngày đều cãi nhau. Anh ấy cũng ba mươi mấy tuổi rồi nhưng lại không có một xu dính túi. Muốn tự mình làm ăn thì không có vốn. Đi làm công thì chê bẩn chê mệt. Cả ngày đi nhờ cậy người khác tìm việc giúp tìm được rồi cũng không làm nổi mấy ngày ngôi nhà này cũng là mua trả góp tôi đi làm ở quán ăn mỗi tháng chỉ được hơn hai vạn một nửa trả tiền nhà nửa còn lại phải lo liệu mọi thứ trong nhà con thì ngày càng lớn cha mẹ ngày càng già đâu đâu cũng cần dùng đến tiền chị xem chồng của chị tốt biết mấy chăm chỉ làm việc cho dù không thể làm giàu nhưng ít ra có thể cùng chị chăm sóc gia đình có người phụ nữ nào lại muốn gả cho một người đàn ông vừa nghèo vừa lười biếng Tôi nhìn thấy người đàn ông kia đen mặt, vươn cổ gian nói to, vợ mà không an phận ở trong nhà. Ngày nào cũng nhìn ngó người đàn ông nhà khác tốt này tốt nọ. Có bản lĩnh cô cứ ly hôn với tôi đi, ai còn cần cô chứ? Nhìn thấy bọn họ càng gây càng kịch liệt tôi chỉ có thể đi về. Chồng tôi đang ngồi trên sofa chờ tôi, thấy tôi trở lại liền hỏi tôi, có khuyên được không? Tôi tức giận trả lời, không có khuyên lẽ ra cô ấy nên sớm rời khỏi người đàn ông bạch quang đó cho rồi bạch quang mà tôi nói chính là một nhân vật trong bộ phim nửa đời trước của tôi là người vừa lười vừa nghèo lại vừa nóng nảy bạo lực ai ở cùng với người đàn ông như vậy đúng là bất hạnh cả đời nghèo không phải là cái tội nhưng nếu nghèo quá lâu thì chính là sai lầm của bạn tôi thường nhận được những lời than vãn nói bản thân mình sinh ra đã bần khổ một không có năng lực hai không có văn hóa mỗi ngày đều mệt mỏi mà sống vẫn không thoát khỏi tầng thấp nhất của xã hội có nỗ lực cách mấy cũng không có tác dụng thật ra mọi chuyện không phải đều như vậy bởi con người sinh ra không phải ai cũng ngậm thìa vàng vào thời đại này có rất nhiều nhân vật truyền kỳ dùng tốc độ nhanh nhất từ giai cấp ở đáy xã hội bước vào giai cấp giàu sang chính sự lao động cần kiệm để phú quý mới đáng tôn trọng và là chân lý vĩnh hằng bất biến ở quê nhà tôi có rất nhiều họ hàng cũng không có học vấn và kỹ thuật họ đều phải cực khổ vất vả làm việc kiếm được đều là tiền xương máu và đến hôm nay thì thu nhập cũng không còn thấp nữa mấy năm nay tôi nhìn thấy họ mua nhà mua xe cuộc sống ngày ngày đều tốt đẹp bởi vậy nghèo và yếu chỉ là nhất thời chỉ cần bạn có hy vọng nỗ lực chỉ cần bạn muốn thì cũng sẽ dần dần làm được nhưng nếu như bạn chỉ biết nằm trên giường há miệng chờ sung mơ giữa ban ngày thì cũng chỉ là phí công suy nghĩ mà thôi thật ra thiên tính của con người đều thích an nhàn nhưng trong vận mệnh của mỗi người đều có hai con đường cần đi một đường là bắt buộc phải đi con đường còn lại là muốn đi trước tiên bạn phải đi cho tốt con đường bắt buộc rồi mới có tư cách đi con đường bạn muốn đi lười biếng sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái và an nhàn nó giống như một thanh nam châm sẽ kéo bạn cùng rơi xuống đáy cho đến khi bạn cảm thấy nơi đó khó chịu thì đã rất vất vả để trở lại vị trí lúc đầu vào thời điểm ấy bạn sẽ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cả thế giới bao gồm người thân bạn sẽ không thể cầu được sự đồng tình của họ nữa mà thứ đạt được chỉ là hai từ đáng đời vận mệnh chính là luôn đối xử với chúng như vậy lúc bạn không có năng lực làm tốt hay giải quyết bất cứ chuyện gì nó sẽ đánh ngã bạn còn đạp thêm một cái khi đi trên con đường bắt buộc phải đi thì cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy đặc biệt vất vả nhưng nếu bạn mỗi ngày đều nỗ lực đi về phía trước bạn sẽ cảm thấy bước chân của mình ngày càng nhẹ nhàng thẳng đến một ngày có cảm giác bay bổng lúc đó vận mệnh sẽ giống như một người bạn cũ nắm lấy tay bạn bước lên từng bậc thang trong cuộc sống kinh thánh có câu không làm việc không có niềm vui hay thiên đàng mới là chốn nghỉ ngơi vì vậy trong hành trình cuộc đời mỗi người ta phải luôn cố gắng nỗ lực cần kiệm phấn đấu thì dẫu cuộc sống có vất vả nhưng vẫn tốt hơn là bạn cứ nằm đó há miệng chờ sung. Ngóng vận may đến. Đừng để đến một ngày cả thế giới sẽ quay lưng với bạn. Và ông trời cũng không thể thương xót người như vậy mà ban cho phúc lành. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.